Bài đâu, bài đâu, bốc bài đây. Anh Liêng nhá. Anh em làm tí Liêng nhỉ. Bài nhá đây. Tí tiền về. Từ từ tiền đi. Trước đánh đi trước. Đây đánh gì? Cần bao nhiêu tiền? Đây ông ơi. Ông lấy tiền đánh, tiền đánh đi. Xem đánh như nào. Tiền thì thiếu gì đâu. Vài trăm bạc thì đánh gì? Tiền thì thiếu gì đâu. Ok chưa? Bỏ điện thoại ra ngoài nhá. Đánh tất cả bỏ điện thoại, không ai bỏ điện thoại trong luôn nhá. Sao không xuôi để điện thoại à? Không. Bây giờ công kinh công nghệ cao lắm. Để điện thoại các thứ ra ngoài chết. Vậy thì ví tiền của tôi là phải để nhá. Rồi thì ví tiền cho nên thoải mái mà điện thoại rồi, em bỏ ra ngoài okay, đi. Ok, bỏ điện thoại ra ngoài, ok. Bây giờ cất điện thoại ra ngoài nhá. Rồi, đánh Liêng. Đánh Liêng gà 500 nhá. Gà 500 à. Ok, gà 500 thì ok đánh đi. À. Đóng gà không ạ? Đóng gà vào đây nè. Gà 500 thì 500. Chia ván đầu ai cho ăn gà nhá. Có ẩm gì không? Có ẩm tẩy hết. Ui, tôi cứ làm ván đầu tiên rồi. Vừa qua đã mất 500 rồi. Để luôn đấy. Đấy. Ẩm 1 triệu luôn đi nhá. Không cắt rồi cắt đi. Chia luôn đi chứ cắt làm gì. Chia luôn rồi. Vậy bây giờ tôi ẩm là vào 1 triệu đúng không? Ông vào 2 triệu mới là cân. 2 triệu là cân. 2 triệu. Rồi, tôi vào 4 triệu. Chưa lên bài mà nó đã ẩm. Giỏi thế nhỉ. Nhà có điều kiện thì cân này. Cân 4 triệu rồi. Thì họ ấy ẩm rồi thì mình vào cân 4 triệu rồi. Thêm lại cho 2 triệu nữa. Ấy chà. Thêm 2 triệu à? Đâu vào 4 triệu là cân. 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 2, 4, 6, 8, 10. 4 triệu cân đúng không? Đúng rồi. Này. Thừa tối thêm 2 triệu nữa này. À, tôi vào 2 triệu. Ông nữa. Vào 4 triệu nữa. Ông vào 4 triệu nữa là cân. Ván đầu tiên gì mà đánh kinh thế nhỉ? 4 này. Thừa thêm 2 triệu. Ây chà. Vậy là tôi lại vào 4 triệu rồi. 2. Tôi cân rồi. Bây giờ này nhá. Ông vào 2 triệu nữa là cân. Vào 2 triệu cân đúng không? Bây giờ một là tôi chuyển khoản đúng không? Ok. 1, 2, 3, 4. Tôi vào 4 triệu, coi như là tôi chuyển khoản này 4 triệu này đúng không? Ok. Tố thêm 5 triệu nữa này. Tổng 9. Thôi chơi ván thôi, được rồi đi ăn tối chơi tiếp. Cân này. Đâu có bài đâu. Cân. Cân thì ai cho cân nữa. Chơi chuyển khoản nhá, nốt ván này là... Ok. Đây, tôi không cần phải chuyển khoản. Có cái dây này. Rồi. Mới mua 30 ấy. Rồi. Đấy. Là bây giờ tôi cân 4 triệu của ông rồi. Ừ. Tôi thừa lại cho 16 triệu. Coi như cái dây này 20 đi. Rồi. Tôi thừa lại 16 triệu. 16 triệu đúng không? Đúng rồi. Đây là tôi đã có 9 triệu tiền tài khoản này. Tôi cân 16 triệu của ông này. Ok. Tôi thừa lại 1 triệu nữa này. Ông ơi sao? 1 triệu. Thôi rồi, bỏ nó. Bỏ à? Tôi cân 1 triệu đấy. Rồi. Bà tôi có đồng hoa đâu không ạ? Liêng chứ. Đây đi Liêng đồng hoa. Liêng đi, Liêng được tôi to hơn này. Úi giời ơi. Bạn nhìn đây. Tao vừa được ván đầu tiên nhỉ. Ôi giời ơi, Liêng gặp Liêng thì làm sao mà đỡ được. Ok, vậy thì bây giờ tạm thời nghỉ nhá, hai đánh tiếp. Nghỉ nhá. Ok, cảm ơn. Tối bây giờ anh em đi massage, tối chơi tiếp nhá. Ok, tối gỡ lại. Rồi, ok. Này, giới thiệu anh em xem này. Đây, máy vừa báo kết quả số 1 này. Đấy, tức là kết tụ 1, 2 này. Máy báo 1 tức là bài của số bài này lớn nhất này. Đánh nhẽ bỏ lá đi thì nhà bên đối diện lớn nhất này. Đấy, nhưng số 1 này, nhà mình lớn nhất này. Ba người chơi này. Ok, anh em người ta kêu là cất điện thoại đi đúng không? Đây, anh em nhìn cái ví này, ví soi nhá. Tức là cái ví soi này sẽ kết nối với cái điện thoại cất đi. Cất cái điện thoại này đi và để cái ví soi ra. Thì đấy, bật cái công tắc này lên. Đây là ví soi bài. Đấy. Lúc chơi là Tấn có bật công tắc lên cho anh em xem này. Này. Tắt công tắc đi này. Gạt lên này. Đó, để ra. Khi chơi thì là kéo cái ví này vào nhá. Đó. Anh em chơi bài anh em chỉ để ở đây cái. Ví dụ người ta chỉ cần đặt bài ra đây cái phát là máy nó báo tụ nào lớn nhất hoặc là mình cũng có thể bỏ lá.
thì nó sẽ báo lên kết quả trên này. Đây. Cho anh em xem nhé. Đấy. Anh em nhìn này. Máy báo kết quả này. Đấy, tụ số 1 chưa? Ví dụ kênh bài này. Máy nó vẫn báo kết quả này. Đây. Anh em nhìn không? Hay chưa? Máy báo số 2 này. Anh em thấy máy báo số 2 chưa? Đấy, máy báo số 2. Ví dụ bỏ 2 lá đi thì chia nhà này lớn nhất này. Đấy, chia thử cho anh em xem này. Này. 579 này. Ô. 7714 sắt. Này. Lại cho anh em xem này. Này để cái máy đây cho anh em nhìn này. À. Đấy. Máy báo kết quả này. 33 này. Máy báo 3 này. Bỏ số 3 3 lá này, chia này. À. 7 điểm này. 7 điểm này. 5 điểm này. 7 này lớn hơn này. Anh em thấy chưa? Tiếp tục này. Để cái ví ra nhé. À, mọi chi tiết thì anh em liên hệ nhé. Số hotline trên màn hình. À. Mở này cho anh em nhìn cho anh em hiểu nhé. À, đây là đang dùng cái máy cũ cho anh em xem này. Soi bài đặt lên cái phát nó báo này. Đặt ngược bên này. Báo luôn này. Kênh bài máy báo này. Máy báo tụ số 2 tức là chia từ đây này, 1 2 này, nhà này lớn nhất này. Đấy. Cái nhà bên kia chia nhà này lớn nhất này. 6 điểm này. 6 5 điểm này, 3 điểm này. Còn ví dụ bỏ lá này. Vừa nãy là để cái ví ngược nhé. Này. 8 này. Anh em thấy kênh bài này. Này, 3 lá. Ví dụ nhà kia chia thì chia từ đây này. Sẽ chia này, 1 này, nhà mình lớn nhất này. Anh em nhìn nhé, 3 nhà này. Đấy. Chia này để anh em hiểu này. Đấy. Bài của mình lớn nhất này. 379 này, ok chưa? Đấy. Máy báo rất là nét luôn. Mọi chi tiết xin liên hệ nhé.